tin trưa ngày 13 tháng 2. Kính chào quý vị, Thùy Dương rất vui được gặp lại quý vị vào ngày đầu năm mới, ngày mùng 2 Tết. Năm mới Thùy Dương xin được chúc quý vị thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và những dự định tuyệt vời cho năm mới. Và bản tin hôm nay chúng ta sẽ có những thông tin mới nào, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tin Việt Nam, một bệnh nhân tại Đà Nẵng trở nặng giống ca phi công Anh. Bệnh nhân Tân Sơn Nhất nhiễm biến thể chủng virus corona ở Rwanda. Vĩnh Long, Đồng Tháp truy vết hàng loạt F1, F2. Mực nước sông Mekong hạ thấp đáng lo ngại vì đập thủy điện Trung Quốc. Tin thế giới, ông Mike Pompeo kêu gọi ông Biden đối đầu trực diện với Trung Quốc. Hoa Kỳ đang đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Iran. Đức, Pháp từ chối tham gia khối chống lại Trung Quốc với tân chính quyền Mỹ. Úc phong tỏa bang Victoria 5 ngày vì Covid-19. Tin tại Việt Nam, đầu tiên là cập nhật tình hình dịch bệnh trên cả nước. Sáng ngày 13 tháng 2, tức mùng 2 Tết Tân Sửu, Bộ Y tế cho biết 12 giờ qua không phát hiện thêm ca mắc mới. Tổng số ca mắc ở nước ta vẫn là 2.142 ca, trong đó 1.531 ca đã hồi phục, 35 ca đã tử vong. Hiện cả nước có gần 130.000 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe. Trong số này, có gần 109.000 người cách ly tại nhà, nơi cư trú, gần 770 người cách ly tại bệnh viện, số còn lại cách ly tập trung tại cơ sở khác. Bộ Y tế nhận định tình hình tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Dương đến nay cơ bản đã được kiểm soát. Một bệnh nhân tại Đà Nẵng trở nặng giống ca phi công Anh. VN Express ngày 12 tháng 2 dẫn lời Phó Giáo sư Lương Ngọc Khuê cho biết, trường hợp nhiễm COVID nặng nhất hiện nay là bệnh nhân 1536, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Bệnh nhân này có chiều hướng giống tình trạng bệnh nhân 91, phi công Anh hồi năm ngoái. Bệnh nhân 1536, 79 tuổi, từ Mỹ về nhập cảnh cách ly ngay, nhập viện ngày 15 tháng 1. Bà được chẩn đoán viêm phổi nặng do COVID-19 trên bệnh nền tăng huyết áp, đái tháo đường loại 2, suy tim, biến chứng rối loạn nhịp, rối loạn đông máu. Bệnh nhân đã được chỉ định can thiệp ECMO. Đến nay, Hội đồng chuyên môn đã 6 lần hội chẩn quốc gia bàn phương pháp điều trị tốt nhất cho ca này. Các bác sĩ đang tìm cách lý giải tình trạng, xem xét chiến lược về kháng sinh bởi thời gian qua đã điều trị bao vây song tình trạng bệnh nhân không thay đổi. Chuyển qua một tin tức khác. Bệnh nhân Tân Sơn Nhất nhiễm biến thể chủng virus corona ở Rwanda. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC ngày 12 tháng 2, kết quả giải trình tự gen cho thấy mẫu dịch mũi họng của bệnh nhân 1979 và hai bệnh nhân thuộc tổ bốc xếp ở sân bay Tân Sơn Nhất thuộc chủng A.23.1 ở Rwanda, châu Phi. HCDC khẳng định chủng virus gây ra chuỗi lây nhiễm tại sân bay Tân Sơn Nhất không phải là biến chủng có khả năng lây lan nhanh từ Anh đang gây dịch tại Hải Dương, Quảng Ninh, cũng không phải là chủng Nam Phi. Như vậy, đây là lần đầu tiên Việt Nam ghi nhận xuất hiện chủng A.23.1 Rwanda, cũng là lần đầu tiên ghi nhận chủng này ở Đông Nam Á. Ngoài Rwanda, A.23.1 chỉ mới được phát hiện ở một số ít nước khác trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Úc cũng như một số nước khác ở châu Âu, trong đó có Anh và Đan Mạch. Tuy nhiên, chưa cho thấy những dấu hiệu diễn biến bất thường ở các quốc gia này. Vĩnh Long, Đồng Tháp truy vết hàng loạt F1, F2. Ngày 12 tháng 2, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long, bác sĩ Văn Công Minh cho biết, cơ quan này đang khẩn cấp tìm kiếm, truy vết 5 trường hợp F1 là người địa phương có tiếp xúc gần với các bệnh nhân nhiễm COVID-19 vừa được Bộ Y tế công bố chiều ngày 11 tháng 2. Hiện, ngành y tế đã phối hợp cùng công an tìm được 3 người và đưa vào khu cách ly tập trung. Các trường hợp có liên quan gần cũng đã được nhanh chóng khoanh vùng, theo dõi sức khỏe tại địa phương. Sở Y tế đang phối hợp với HCDC để kiểm tra, nhanh chóng xác định xem hai trường hợp còn lại ở Thành phố Hồ Chí Minh hay đã về địa phương khác để có biện pháp xử lý kịp thời. Còn tại Đồng Tháp, tỉnh này hôm 12 tháng 2 đã cách ly 19 trên 20 trường hợp F1 có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 làm việc ở công ty GGM, khu công nghiệp Tân Bình 2, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, 19 trường hợp F1 trên đã được xác định ở 10 huyện, thành phố của tỉnh, trừ huyện Lai Vung và thành phố Sa Đéc. Riêng trường hợp thứ 20 ở Cao Lãnh vẫn chưa tìm được.
Ngoài ra, qua truy vết, ngành y tế xác định đến 366 trường hợp F2, F3 có liên quan. Tỉnh Đồng Tháp cũng sẵn sàng tái khởi động khu cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên phường 6, thành phố Cao Lãnh. Trước đó, tất cả nhân viên y tế đã được yêu cầu không nghỉ phép, không đi ra khỏi địa bàn tỉnh, giữ đội hình khi cần trưng dụng, huy động khẩn cấp thì có đầy đủ. Một tin tức đáng chú ý khác. Mực nước sông Mekong hạ thấp đáng lo ngại vì đập thủy điện Trung Quốc. Ủy hội sông Mekong MRC hôm thứ Sáu ngày 12 tháng 2 cho hay, mực nước của sông Mekong đã hạ thấp xuống mức đáng lo ngại do bị hạn chế xả nước từ đập thủy điện Cảnh Hồng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo MRC, trên một đoạn sông Mekong ở biên giới Thái Lan, Lào, nước đã chuyển từ màu nâu bùn sang màu xanh dương. Màu xanh dương của nước cho thấy dòng sông đã sắp cạn và trong nước không còn nhiều phù sa. Giám đốc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của ban thư ký MRC cho hay, mực nước trong đoạn từ hạ lưu đập Cảnh Hồng xuống tới Viên Chăn đã có những đợt dâng lên và hạ xuống đột ngột. Việc mực nước thay đổi thất thường ảnh hưởng nghiêm trọng tới đàn cá di cư, nông nghiệp và vận tải đường thủy, đe dọa tới kế sinh nhai và an ninh lương thực của khoảng 70 triệu người ở khu vực hạ nguồn sông Mekong. MRC cho biết không nhận được thông báo của Trung Quốc về thay đổi lưu lượng nước xả đập từ Cảnh Hồng và MRC kêu gọi Bắc Kinh chia sẻ tất cả dữ liệu của họ về lưu lượng nước. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa phản hồi trước đề nghị bình luận về thông báo của MRC. Mời quý vị tiếp tục chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, các chính sách đối phó với Trung Quốc của tân chính quyền Mỹ dường như không mấy suôn sẻ cả vì các yếu tố khách quan và chủ quan. Ông Mike Pompeo hôm qua đã kêu gọi ông Biden đối đầu trực diện với Trung Quốc như chính quyền Trump. Hôm ngày 12 tháng 2, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết những gì Tổng thống Biden đã nói trong cuộc điện đàm đầu tiên với Chủ tịch Tập của Trung Quốc không quan trọng bằng việc liệu chính quyền của ông có kế hoạch hỗ trợ cho các hành động của mình giống như cách mà chính quyền Trump đã làm hay không. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Pompeo nói, trong 50 năm, Hoa Kỳ đã cho phép Đảng Cộng sản Trung Quốc chà đạp lên tất cả chúng ta. Tất cả những điều này diễn ra dưới thời của cả các tổng thống Đảng Cộng hòa và Dân chủ. Ông Pompeo nói thêm rằng Trung Quốc đã tiến hành các hành động thương mại không công bằng cho đến khi chính quyền Trump áp thuế quan lên họ. Ông Pompeo cũng giải thích về cách chính quyền Trump đã đối phó với việc gián điệp của Trung Quốc như đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston. Ông Pompeo đồng thời lưu ý về các hoạt động thâm nhập và mua chuộc, thậm chí gài bẫy tình với quan chức Hoa Kỳ của Bắc Kinh như trong trường hợp của Thượng nghị sĩ Dân chủ Eric Swalwell. Ông gọi tất cả các cuộc tấn công toàn diện vào Hoa Kỳ và nhấn mạnh rằng chính quyền ông Biden cần đối đầu trực diện với Bắc Kinh theo cách mà chính quyền Tổng thống Trump. Cùng ngày, một thượng nghị sĩ Cộng hòa khác, bà Marsha Blackburn, cũng bày tỏ hy vọng ông Biden hiểu đầy đủ về mối đe dọa mà Trung Quốc đặt ra và rằng Trung Quốc không phải là bạn mà là kẻ thù của Mỹ. Bà Blackburn nói, chúng ta cần tiếp tục để chính quyền này ủng hộ kế hoạch mạng lưới sạch mà Ngoại trưởng Pompeo đã đưa ra, vì Trung Quốc đang thống trị toàn cầu thế kỷ 21. Tổng thống Biden càng sớm nhận ra điều đó, càng sớm thừa nhận điều này và đứng lên chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc, thì nước Mỹ sẽ càng được lợi ích hơn. Trước đó, hôm 11 tháng 2, sau cuộc điện đàm với ông Tập, ông Biden đã cảnh báo một nhóm thượng nghị sĩ lưỡng đảng rằng Trung Quốc sẽ cướp miếng cơm của Hoa Kỳ về lĩnh vực cơ sở hạ tầng vì Bắc Kinh đang đổ những khoản đầu tư lớn vào ngành này. Trước đó, khi cựu Tổng thống Trump đưa ra nhận định tương tự, ông Biden đã chế giễu ông Trump. Về mặt quân sự, Hoa Kỳ đang đối diện với sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ Trung Quốc, Nga và Iran. Đây là nhận định mới được đưa ra bởi tư lệnh Kenneth McKenzie sau khi phía Nga có thông báo Nga, Iran và Trung Quốc chuẩn bị tổ chức các cuộc tập trận hải quân chung ở Ấn Độ Dương vào giữa tháng 2. Thông báo về các cuộc tập trận sắp tới được đưa ra sau khi ông Biden ra lệnh cho tàu hàng không mẫu hạm duy nhất của Hoa Kỳ là USS Nimitz rời Trung Đông. Quyết định này của ông Biden đã lật ngược lại lệnh điều động mẫu hạm nói trên đến khu vực này của ông Trump hồi đầu năm 2021 trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Iran. Trung Đông là khu vực rất quan trọng với vai trò vựa dầu của thế giới. Hoa Kỳ đã từng cáo buộc Iran đứng đằng sau nhiều vụ tấn công các tàu chở dầu ở eo biển Hormuz thuộc khu vực này hồi năm 2019. Trong khi đó, tướng McKenzie nhận định Iran là nhân tố bất ổn thách thức nhất ở Trung Đông,
còn Nga và Trung Quốc đã khai thác các cuộc khủng hoảng đang diễn ra trong khu vực, những nhu cầu tài chính và cơ sở hạ tầng và các cơ hội do COVID-19 tạo ra để thúc đẩy các mục tiêu của họ trên khắp Trung Đông. Cùng lúc, ý định tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran của ông Biden cũng bị ông Pompeo chỉ trích gay gắt. Ông Pompeo nói, chính quyền Obama-Biden đã cấp 150 tỷ đô la Mỹ cho người Iran. Chính quyền của chúng tôi đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế gây tổn hại cho chế độ ở Iran và từ chối cấp cho họ nguồn lực để thực hiện các loại hành động khủng bố. Chuyển sang một tin tức đáng chú ý khác. Đức, Pháp từ chối tham gia khối chống lại Trung Quốc với tân chính quyền Mỹ. Chiến lược hợp tác với đồng minh châu Âu đối phó với Trung Quốc của ông Biden cũng vừa bị tạt một gáo nước lạnh khi hai đồng minh châu Âu thân cận và quan trọng nhất là Đức và Pháp đã từ chối tham gia. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuần trước đã phản đối ý tưởng xây dựng một khối chống lại Trung Quốc, gọi đó là phản tác dụng. Ông Macron nói, đối với tôi, điều này phản tác dụng vì nó sẽ thúc đẩy Trung Quốc gia tăng chiến lược khu vực. Còn trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng từ chối đứng về phía Hoa Kỳ để kiềm chế Trung Quốc, vì cho rằng việc tham gia vào khối này sẽ là không công bằng với các nhóm lợi ích khác nhau ở châu Âu. Vâng thưa quý vị, cựu Tổng thống Trump đã giáng một loạt các đòn vào Bắc Kinh, khiến nước này lao đao về nhiều mặt. Giờ đây, ngoại giới cho rằng thái độ thiếu cứng rắn của tân chính quyền Mỹ so với chính quyền Trump đối với Trung Quốc có thể tạo điều kiện cho Trung Quốc được đà trỗi dậy. Và có lẽ chính vì thế mà hai cường quốc châu Âu nói trên mới quyết định phân định ranh giới với Mỹ để theo đuổi quyền lợi kinh tế với Bắc Kinh. Chính hai nước này đã thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn tất thỏa thuận đầu tư châu Âu-Trung Quốc chỉ vài tuần trước lễ nhậm chức của ông Biden. Vâng, và tiếp theo là cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Tính đến sáng ngày 13 tháng 2, toàn cầu ghi nhận tổng số hơn 108 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 2,3 triệu ca tử vong và hơn 80 ca đã hồi phục. Mỹ vẫn là vùng dịch lớn nhất trên thế giới, ghi nhận tổng số 28 triệu ca nhiễm, trong đó có hơn 492.000 ca đã tử vong. Tổng thống Joe Biden ngày 11 tháng 2 cho biết, Mỹ đã ký thỏa thuận đặt mua thêm 200 triệu liều vaccine COVID-19 và đang trên đà cung cấp đủ vaccine cho 300 triệu người Mỹ vào cuối tháng 7 năm 2021, qua đó tiêm chủng thành công cho phần lớn dân số. Còn tại châu Âu, Ireland có kế hoạch gia hạn lệnh phong tỏa đến tháng 4 tới. Theo Thủ tướng Ireland ông Michael Martin, chính phủ nước này đang xem xét tiếp tục áp dụng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn cho đến kỳ nghỉ lễ Phục sinh. Ông cho biết kế hoạch kéo dài phong tỏa đang được thảo luận, song khẳng định việc mở cửa lại trường học và các dự án xây dựng sẽ là ưu tiên hàng đầu. Tại Úc, phong tỏa bang Victoria 5 ngày vì COVID-19. Thủ hiến bang Victoria của Úc, ông Daniel Andrews ngày 12 tháng 2, thông báo sẽ tái áp dụng biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt trên khắp bang trong vòng 5 ngày, bắt đầu từ đêm ngày 12 tháng 2 để ngăn chặn sự bùng phát của một ổ dịch COVID-19 mới. Theo quyết định trên, hầu hết các trường học và các cửa hàng bán lẻ không thiết yếu sẽ phải đóng cửa và người dân chỉ được ra khỏi nhà nếu có một trong bốn lý do như đi làm và đi học, mua sắm các vật dụng cần thiết, chăm sóc y tế hay tập thể dục mỗi ngày. Ông Andrew cho biết việc đưa quyết định phong tỏa trên là rất khó khăn nhưng cần thiết do tính siêu lây nhiễm của biến thể virus ở Anh gây nguy cơ lớn cho cộng đồng bang. Chúng ta tiếp tục với một tin tức về sự điều tra của WHO về nguồn gốc virus Vũ Hán. WHO để ngỏ mọi giả thuyết về nguồn gốc virus Vũ Hán. Ngày 12 tháng 2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO ông Tedros khẳng định mọi giả thuyết vẫn để ngỏ trong cuộc điều tra của cơ quan này về nguồn gốc virus Vũ Hán. Trước đó, ngày 9 tháng 2, Phái đoàn WHO điều tra nguồn gốc của virus tại Vũ Hán cho biết không có dấu hiệu cho thấy virus này xuất hiện ở Vũ Hán trước tháng 12 năm 2019, khi ca nhiễm đầu tiên chính thức được ghi nhận. Nhận xét mới của ông Tedros được cho là chỉ để đối phó với những phản đối của Mỹ về kết luận nói trên. Vâng, năm mới đã sang, Khỏe Tự Nhiên kính chúc quý khán giả một năm mới với nhiều vận khí tốt. Sở dĩ Thùy Dương nhắc đến vận khí là bởi chúng ta mỗi người đều có trường năng lượng. Thưa quý vị, trường khí của con người là nhìn không thấy đâu, nhưng loại lực lượng này rất to lớn. Quan niệm, tín ngưỡng của bạn, hoàn cảnh, bạn bè, hơi thở của bạn, bạn ăn đồ gì, nghỉ ngơi và giấc ngủ ra sao đều ảnh hưởng tới từ trường của bạn. Những trường khí này trên thân mỗi người không giờ phút nào là không ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta.
chúng sẽ hình thành đến khí chất, vận khí, vận mệnh của bạn. Nếu như một người có khí chất rất tốt, từ bề ngoài trông rất có tinh thần, có tu dưỡng, có đạo đức, thì trường khí của người này cũng tốt, sẽ hấp dẫn chuyện tốt, hấp dẫn vận khí tốt. Ngược lại, một người mà như trường khí không tốt, thì dường như chuyện không tốt thường hay xảy tới với anh ta, làm gì cũng đều không thuận. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể cải thiện trường khí của mình và cải thiện đáng kể nhân sinh của chúng ta? Nó liên quan mật thiết đến 3 yếu tố. Thứ nhất, ý nghĩ lạc quan và tích cực. Bạn suy nghĩ gì, tin tưởng gì thì bạn liền có dạng trường khí như vậy. Tư tưởng của bạn sẽ hấp dẫn thứ bạn muốn. Bạn có tư tưởng theo chiều hướng tích cực thì trường khí của bạn chính là theo hướng tích cực. Tư tưởng của bạn là tiêu cực thì trường khí của bạn cũng chính là tiêu cực, đồng thời cũng hấp dẫn những sự việc không may. Từ đó, lương thiện và hung ác, giàu sang hay nghèo khó đều vây quanh bạn giống như những gì bạn suy nghĩ. Thứ hai là tình yêu. Tình yêu là trường khí mạnh mẽ nhất trên thế gian bởi vì nó hòa hợp với các tín tức của vũ trụ. Hãy yêu thương hết thảy mọi người xung quanh bạn, yêu thương bạn bè, cha mẹ, người yêu, người thân, đồng nghiệp, kẻ thù của bạn, vạn vật trên địa cầu, mỗi bông hoa, từng ngọn cỏ, vân vân. Bạn phát ra càng nhiều tình yêu thì trường khí của tình yêu bạn tích tụ trong vũ trụ sẽ càng lớn. Đồng thời, điều mà bạn nhận được cũng chính là tình yêu. Một người tích tụ càng nhiều trường khí tình yêu, khi bạn khó khăn hoặc khi gặp nguy hiểm, vũ trụ sẽ phát đi các loại tín tức khác nhau để bạn cảm thấy được. Cái này giống như linh cảm xuất hiện ở nơi có tình yêu. Thứ ba là thiện lương. Thiện hạnh là trường khí mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bạn phát ra tư tưởng lớn bao nhiêu thì trường khí mà vũ trụ ban cho bạn sẽ lớn bấy nhiêu. Một người làm việc thiện càng nhiều thì người đó sẽ có được trường tình yêu càng lớn. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ phát hiện thấy một số lượng lớn những người có năng lượng thấp. Thỉnh thoảng, bạn cũng may mắn gặp được những người có năng lượng cao. Họ luôn tích cực, vui vẻ, lạc quan và luôn có sức ảnh hưởng lớn. Nếu chúng ta trở thành người tích cực thì cũng sẽ hấp dẫn người khác như vậy. Thùy Dương kính chúc quý khán giả một năm mới tràn đầy vận khí tốt bằng những ý nghĩ lạc quan tích cực, trao đi tình yêu và vun đắp thiện hạnh. Đó là trường năng lượng tốt nhất để thu hút may mắn, bình an. Chúc chúng ta cùng bước sang năm Tân Sửu 2021, biến năm con trâu thành vận tốt. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.